ghế giữa trên máy bay. Khi biết mình ngồi ghế giữa trong chuyến bay từ Cap Town Nam Phi tới Sydney, Australia, Paul Ewood trột dạ vì đây là chỗ ngồi khó chịu nhất với anh. Hành trình về nước không suôn sẻ của nam du khách cũng bắt đầu từ đó. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Paul đeo tai nghe, quấn chiếc chăn nhỏ, kéo mặt nạ che mắt xuống, ấn nút ngả ghế ra sau và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong bầu không khí yên tĩnh của cabin. Vài giây sau, lưng Paul bị đạp bởi những cú đá dữ dội, đoán người ngồi phía sau là trẻ con hiếu động. Anh liền tháo mặt nạ và quay xuống nhắc nhở nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đối diện với nam hành khách là một phụ nữ đeo kính, hậm hực nói rằng Paul đã ngả ghế quá thấp, ảnh hưởng đến không gian của cô. Anh ngạc nhiên vì những người xung quanh cũng ngả ghế tương tự mình, trong khi người phụ nữ ngồi lọt thỏm trong ghế phía sau, Paul liên tiếp bị đá vào ghế khi đang ngủ nên phải gọi tiếp viên đến hỗ trợ. Họ ôn tồn giải thích cho người phụ nữ đây là quyền lợi của mọi hành khách nhưng cô không chấp nhận. Cuối cùng, anh đành phải ngủ với lưng ghế thẳng đứng để làm dịu sự giận dữ vô lý của người ngồi sau ở trong không gian chật trội cùng hàng trăm người xa lạ, hành khách dễ cáu kỉnh, kiệt sức, lo lắng và mệt mỏi khi phải bay qua nhiều múi giờ. Vì vậy, bao hy vọng mọi người nên kiềm chế và cư xử văn minh trên máy bay.